Em trút giận gì vào con chứ? Dỗ nó đi. Em làm gì có bản lĩnh đó? Bảo em gái anh dỗ đi. Quấy có nhiều cách. Đừng nói nữa. Nào, ra bố bế nào. Em nói sai ư? Em nói không phải sự thật sao? Vừa nãy anh không nhìn thấy Quấy làm gì à? Anh mù ư? Em bé mồm thôi, đừng làm ầm lên. Quấy nghe thấy bây giờ. Quấy khó xử lắm rồi. Vừa nãy anh thấy Quấy khóc đấy. Cô ấy khóc. Quấy khóc cái gì? Quấy có gì để khóc? Người đáng khóc phải là em. Em mới nên khóc đây này. Con mình lại bú sữa người khác. Chuyện gì thế không biết? Có phải là người khác đâu. Là cô nó mà. Cái gì? Cái gì? Anh nói lại lần nữa. Sao anh không nói nữa? Anh còn mặt mũi nói lại không? Chẳng lẽ ở quê anh toàn dỗ trẻ con như thế à? Phải vậy không? Anh câm mà, anh nói đi, có phải thế không? Được lắm. Quê anh quả là có bản lĩnh. Cái cách vô liêm sỉ như vậy mà cũng nghĩ ra. Em nói năng chú ý một chút. Em phải chú ý cái gì? Thế nào là vô liêm sỉ? Chẳng lẽ như thế còn không phải là vô liêm sỉ sao? Một người chưa sinh con bao giờ vén áo lên cho con người khác bú ti, thế là có liêm sỉ à? Cầu xin em đấy, cầu xin em nói nhỏ tiếng thôi được không? Em cũng cầu xin anh cho em gái anh đi ngay đi. Em không chịu nổi cô ta nữa rồi. Cô ta không đi thì em đi. Em không thể sống dưới một mái nhà với cô ta được. Em thật sự không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Cô làm gì thế? Có gì ghê gớm chứ? Xuất thân không tốt còn lên mặt. Người kiểu gì không biết? Là cái quái gì chứ? Sao vậy? Em lại sao thế? Ai chọc giận em? Còn có thể là ai chứ? Tiểu thư nhà tư bản kia kìa. Nói linh tinh gì vậy? Không đàm tiếu chuyện người khác thì chết được à? Tiểu thư nhà tư bản hình như lại chạy rồi. Chạy rồi ư? Chạy đi đâu? Cô ta còn có thể chạy đi đâu? Chạy về nhà đẻ tư bản của cô ta chứ sao? Em bớt nói linh tinh đi. Cô ta vừa hầm hầm bỏ đi, tay còn xách theo vali. Em quan tâm chuyện đó làm gì? Mau đi nấu cơm đi. Hàng xóm sát vách, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đi nấu cơm đi. Em đi đâu đấy? Hết muối rồi, em sang nhà hàng xóm xin ít muối. Quay về ngay. Làm gì thế? Hết muối rồi, em sang hàng xóm xin ít muối. Hết muối thì ăn nhạt, còn chạy sang đó à? Đúng là chỉ nhớ ăn, không nhớ đòn. Em sốt ruột mà. Em sốt ruột cái gì? Em muốn biết lần này lại có chuyện gì. Em ăn no rừng mỡ à? Đi nấu cơm đi. Đi nấu cơm.
Một bữa không ăn, anh không chết được. Sốt ruột quá đi mất. Em thế này là... Anh ba, em đi thì hơn, em về quê thì hơn. Em ở đây chỉ gây phiền phức cho anh. Em đâu còn mặt mũi ở lại đây. Em đừng đi. Em không cần đi. Em phải đi. Dù thế nào em cũng phải đi. Giấy sách phải giữ lấy lề. Em không phải là người vô liêm sỉ như vậy. Anh ba, anh mua cho em vé tàu hỏa, tiễn em đi nhé. Quốc Khánh, cô đi đây. Con nhớ cô không? Cô nhớ con lắm. Anh, mẹ, anh, em không nỡ xa cháu. Em có thể đưa cả nó đi thì tốt. Lên tàu đi. Quốc Khánh, Quốc Khánh. Anh, em ở đây. Anh ba. Em không thể hiểu nổi. Cô ta nghĩ thế nào không biết nữa. Sao có thể làm chuyện như vậy được? Không thấy xấu hổ à? Không ngại ư? Đúng là hơi kỳ lạ. Chỉ hơi kỳ lạ thôi ư? Thế em còn muốn thế nào? Chị không thấy choáng à? Lúc đó em đứng hình luôn. Chắc anh trai cô ta cũng thế, làm rơi cả đồ đang cầm trên tay. Hai người làm cha mẹ, lại tận mắt nhìn thấy, chắc sẽ thấy choáng. Chị là bác, chị cũng phải thấy dùng mình chứ. Được rồi, chị thấy dùng mình, chị thấy chấn động, được chưa? Không được. Vậy em còn muốn thế nào? Dù gì thì lần này cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho cô ta được. Phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Lần trước cô ta nhá thức ăn cho con em đã qua quýt cho qua rồi, cô ta không hề nhận lỗi. Lần này không cho cô ta biết mặt, sau này không biết còn làm ta chuyện gì nữa. Còn có thể làm chuyện gì chứ, còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện đó nữa. Kinh khủng đúng không? Chị cũng thấy cô ta kinh khủng chứ. Theo lý thì cô ta không nên làm vậy. Tuy rằng cô ta đã lấy chồng nhưng chưa có con, có chút không lý giải nổi. Đúng là không lý giải nổi. Thường ngày anh trai cô ta rất bảo vệ cô ta, không cho em nói cô ta một lời. Lần này thì hay rồi, không còn gì để nói, không nói được câu nào luôn. Chị xem này, con chưa ăn no ư? Giúp vào gì làm gì đấy? Chị xem này, xem con gái chị giúp vào em này. Cô em chồng em liệu có phải cũng trong tình huống này không? Con trai em đói giúp vào cô ấy, cô ấy lại không biết làm thế nào, đành phải dỗ như thế. Chị đừng nói linh tinh, sao lại đổ trách nhiệm lên đầu con trai em? Thực ra cô em chồng em là người tốt, thật đấy. Em lúc nào cũng vậy, động một tí là chạy về nhà đẻ. Em bé đang ngủ. Em coi nhà đẻ là nơi thế nào chứ? Cô ấy coi nhà đẻ là chạy tị nạn. Sao? Không được ư? Anh coi bọn em như bát nước đã hắt đi sao? Tất nhiên em là bát nước đã hắt đi. Nước đã hắt đi lại toàn chảy ngược. Em nói có hợp lý không? Giang Đức Phúc có vui không? Có chịu không? Anh ta chịu hay không thì liên quan gì đến anh? Em cứ chạy về đây, người ta sẽ nghĩ anh chị bao che dung túng em. Người ta không nghĩ nhiều như anh đâu. Được rồi, hôm nay em sẽ không ngủ lại đây đâu. Người ta đến đón em sẽ đi ngay, được chưa? Người ta lại đến đón em ngay ư? Nằm mơ. Chồng em biết thế nào mà. Hay là hai chúng ta cược đi? Cược gì? Anh phải mời đi ăn đồ Âu. Anh không cược với em. Chắc chắn vợ chồng em thông đồng với nhau rồi. Anh tưởng anh mang con tin đến là em sẽ về với anh ư?
Em có thể không về, nhưng con trai phải ở lại đây. Tại sao? Không có ai trông con cho em nữa, em tự trông con đi. Cô ta đâu? Em gái anh đâu? Đi rồi. Em gái em số không tốt, không ngờ số nó lại khổ thế. Nó vừa chào đời thì mẹ em mất. Đến khi lấy chồng, cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ yên ổn. Ai ngờ sau một tháng chồng nó nhập ngũ, đi suốt đến giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, bặt vô âm tín. Nó lại không thể tái giá, không biết chồng nó còn sống hay đã chết, không ai dám lấy nó. Nó cứ ở nhà người ta làm trâu làm ngựa chịu đựng. Em cứ nghĩ tìm cơ hội đón nó lên sống vài ngày sung sướng với anh trai. Không ngờ số nó vất vả thế. Em thấy nó ôm mặt khóc trên tàu hỏa. Trong lòng em khó chịu không tả nổi. Em kêu cái gì? Ra chỗ khác mà kêu. Em gì? Tôi nghĩ vài ngày nữa lại đón em gái chú lên đi. Em không có ý kiến gì, anh gọi Quế lên đi. Thôi, sau này nghĩ cách khác vậy. Cô ấy ở đây em cũng căng thẳng, suốt ngày thấp thỏm lo âu, chỉ sợ họ mâu thuẫn đánh nhau. Bọn em đâu có đánh nhau. Phải, bọn em không đánh nhau mà là cãi nhau. Chỉ cãi nhau thôi anh cũng chịu đủ rồi. Cô ấy không đến nữa, mỗi người một nơi xem còn cãi nhau được không. Cô ấy không đến thì làm thế nào? Ai trông con? Lúc nào em chẳng nói muốn tìm bảo mẫu. Em tìm đi. Được. Thế ngày mai thì sao? Ngày mai em còn phải đi làm, ai trông con? Không thể để anh điệu con đi học được. Hay là để U Tôn sang nhà cô chú đi. Con trai U ấy đính hôn, U ấy về xem mấy ngày lại lên thôi. Thế có được không? Còn nhà anh chị thì làm thế nào? Chị dâu em không đi làm, có gì mà không được. Chị dâu, được không? Được, anh trai em nói được là được. Anh ấy quyết định. Thế thì tốt quá. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn gì chứ, người một nhà khách sáo cái gì. Quyết định vậy nhé. Nào. Đi làm về rồi à? Cô có biết tối nay họ có về không? Em biết, họ đi dã ngoại sát hạch mà. Ai biết dã ngoại gì chứ? Cô ăn chưa? Em không đói lắm. Em ăn tạm cái gì qua bữa là được. Không được, cô đang bầu bí. Người lớn qua loa được, nhưng em bé thì không. Sang nhà tôi ăn chút gì đi. Em không sang đâu, phiền lắm. Phiền gì, có gì phiền đâu. Tôi ăn rồi vẫn còn một ít, đủ cho cô ăn. Không cần thật mà. Cô chê tôi không sạch sẽ đúng không? Không phải ăn đồ thừa đâu. Tôi để phần cho bố đại dạng. Thật đấy. Vậy chị cứ để phần anh Đinh đi. Sao cô kỳ cục thế? Cô không thể so sánh với cô em chồng được. Cũng không so sánh với trung đoàn trưởng Giang nhà cô được. Em... Cô thoải mái lên nào. Ăn hay không ăn? Thôi được. Thế còn được. Thế mới là hàng xóm chứ. Nào Quốc Khánh, sang nhà bác nào. Chúng ta đi ăn bánh nhé. Mau, vào đi. Tôi biết cô ưa sạch sẽ vệ sinh. Tôi cẩn thận một chút là được. Đây, cô ăn đi. Quốc Khánh, lại đây nào. Ăn đi. Quốc Khánh, thử đi. Cháu ăn rồi, cháu ăn ở nhà trẻ rồi. Sợ gì, ăn rồi lại ăn tiếp. Ăn đi, cháu chưa rửa tay. Tay trẻ con không bẩn. Cô ăn đi, không sao đâu. Con ăn đi. Cô đừng ăn bánh không, ăn trứng vịt muối đi. Không cần đâu ạ, bánh này là tốt lắm rồi. Bánh thơm không? Bố đại dạng nhà tôi nói, bánh tôi làm còn thơm hơn ở nhà ăn.
Đây, cô ăn thử trứng vịt muối của tôi đi, cũng thơm lắm, ngậy lắm. Cô ăn đi. Thơm lắm, rất thơm ạ. Còn nói không đói. Đi làm cả ngày, còn vác cái bụng nặng thế, không đói được sao? Đức Hòa có gửi thư lên không? Không ạ. Thế là vẫn giận cô rồi. Nếu không thì là vẫn kiêng dè. Thực ra cũng có gì đâu. Chỉ là cho trẻ bú tí thôi mà. Cô ấy cũng đâu phải người ngoài. Là cô ruột của thằng bé mà. Cũng giống như mẹ ruột vậy. Với lại, sữa của người phụ nữ là do đứa trẻ bú mà ra. Cô không có nhà, nó không có sữa bú nên khóc. Cô nó không dỗ được, cuống hết cả lên, mồ hôi nhễ nhại. Sau đó, chính tôi bảo cô ấy cho thằng bé bú ti. Lúc đầu cô ấy không chịu đâu. Cô ấy không kéo được áo lên vì chưa sinh con bao giờ mà. Sau đó, tiểu tổ tông này khóc ngặt nghẽo. Cô nó hết cách đành cởi cúc áo để lộ ra bầu ngực. Cô đoán xem thế nào? Tôi nói nhiều rồi phải không? Cô ăn đi. Anh về rồi à? Anh cẩn thận thế mà vẫn làm em tỉnh giấc. Ngoài trời đang mưa đấy. Kiểm tra đạt chưa? Anh cười cái gì? Anh cười vì thấy vợ với vợ khác nhau quá. Anh vừa về là em hỏi, kiểm tra đạt chưa? Còn vợ lão Đinh thì hỏi, đói chưa? Thế vợ anh Đinh có câu hỏi thứ hai không? Có. Anh quên rồi. Câu thứ hai của em, anh không được quên. Câu thứ hai của em là gì? Anh đói chưa? Muộn rồi, anh ăn ở nhà lão Đinh rồi. Sao lúc nào cũng thèm ăn thế? Không về nhà mà ăn. Về nhà ăn. Về nhà em có phần cơm cho anh không? Về nhà anh có được ăn cơm nóng hổi không? Anh nghe nói em cũng sang nhà lão Đinh ăn trực. Sao lại là em ăn trực? Tại chị ấy cứ kéo em sang, không đi không được. Còn so sánh em với anh em nhà anh, bảo em không thật lòng. Anh em nhà anh thật lòng. Nhà lão Đinh thì quá thật lòng rồi. Thật lòng đến độ không thể thật lòng hơn. Đúng thế. Thực ra họ cũng rất đáng yêu. Đáng yêu không? Chẳng phải em chê họ bẩn à? Em không sợ họ nhổ nước bọt vào tay à? Anh nghe nói lúc đó em ăn ngon miệng lắm mà. Em đói đến ủ cả tai nên quên cả chuyện đó rồi. Em xem, người như bọn em không thật lòng, giả tạo, rõ ràng là đói ù cả tai rồi mà cứ cắn răng nói không đói lắm. Kết quả thế nào? Ăn uống hùng hục, lộ tẩy hết. Chị ấy nói em ăn uống hùng hục à? Cô ấy có thể nói được câu ăn uống hùng hục ư? Câu đó là anh nói, anh tưởng tượng. Nhưng em đến nhà người ta ăn một bữa như vậy, họ vui lắm. Họ vây quanh bàn ăn nói mãi chuyện đó, cứ như là nhặt được vàng ấy. Thế nên em mới nói chị ấy đáng yêu. Em nói người ta như thế không hay lắm. Sao lại không hay? Dù sao nghe cũng thấy kỳ cục, không thoải mái. Kỳ cục thế nào? Không thoải mái thế nào? Thôi, buồn ngủ rồi. Ngày mai nói tiếp. Ngày mai em không nói nữa.
Người như bọn em không thật lòng. Ăn một bữa ngon nhà người ta, qua đêm là quên hết. Ngủ đi. Anh còn chưa nói anh kiểm tra thế nào. Anh đi nhé. Suýt thì em quên. U Tôn lên rồi đấy. Hôm nay có thể đến đây. Anh thở dài gì chứ? Anh không muốn để chị ấy đến à? Không vui sao? Vui chứ. Anh vui vì cuối cùng nhà ta cũng có bảo mẫu. Nhị Dạng đang chơi à? Anh về rồi đây. Chị đến rồi à? Tôi đến rồi, mới đến được một lúc. Chị vừa đến đã bận rộn rồi, nghỉ ngơi đi đã. Không bận rộn, không nghỉ đâu. An Kiệt đâu? Tiểu thư đi mua cơm rồi. Chị vừa gọi cô ấy là gì? Tiểu thư. Ôi, tôi quen gọi như thế từ hồi cô ấy còn ở nhà rồi. Tiểu thư đã đi lấy chồng nên đổi cách gọi rồi. Phải đổi cách gọi đi, sau này không được gọi cô ấy là tiểu thư nữa. Không phải vì cô ấy đã lấy chồng, mà vì giờ là xã hội mới rồi. Cách xưng hô ở xã hội cũ không được dùng nữa. Sau này tuyệt đối không được gọi là tiểu thư nữa nhé. Vâng, tôi không gọi thế nữa. Vậy chị định sau này gọi cô ấy là gì? Tôi cũng không biết nên gọi là gì. Gọi là đồng chí. Chị cứ gọi cô ấy là đồng chí. Đồng chí, có được không? Sao lại không được? Gọi đồng chí không được thì gọi cái gì được? Chị gọi cô ấy là Tiểu An, hoặc gọi là đồng chí đều được. Thế tôi cũng nên gọi ngài là đồng chí à? Tất nhiên rồi. Gọi tôi là đồng chí Giang, cứ thuận miệng thế nào thì gọi thế ấy. Vâng, đồng chí. Đồng chí Giang. Con trai dậy rồi à? Ra bố bế nào. Được rồi. Con biết không, giờ mẹ con thành tiểu thư rồi đấy. Đúng là loạn mà. Tiểu thư, chồng cô về rồi đấy. Chị gặp anh ấy rồi à? Anh ấy nói gì với chị? Anh ấy không cho tôi gọi cô là tiểu thư, bảo tôi gọi cô là đồng chí, gọi là Tiểu An cũng được. Anh ấy cũng bảo chị gọi anh ấy là đồng chí chứ. Vâng, anh ấy nói gọi đồng chí cũng được, gọi đồng chí Giang cũng được, thuận miệng thế nào thì gọi thế ấy. Chị thấy gọi thế nào thì thuận miệng? Đều không thuận. Đồng chí là từ tôi có thể gọi được sao? Sao thấy kỳ cục thế? Kỳ cục cũng phải gọi. Vậy tôi gọi thử xem nhé. Chị gọi đi. Đồng chí. Nghe kỳ cục lắm. Vậy tôi gọi đồng chí An. Cũng kỳ cục. Đồng chí. Đồng chí An. Đồng chí An. Đều kỳ cục. Thôi, gọi là đồng chí An vậy. Gọi thêm họ vào đỡ hơn một chút. Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn mẹ con kìa. Nhìn mẹ làm gì? Không quen. Xin hỏi, quý cô là ai ạ? Anh bảo tôi là ai? Quý cô là tiểu thư An phải không? Đúng rồi, đồng chí. Đồng chí. Đồng chí Giang. Anh cảnh cáo em, sau này không được để người khác gọi em là tiểu thư nữa. Nhà ta không có tiểu thư. Không được có tiểu thư.
Để người ngoài nghe thấy thì không hay đâu. Em nghe rõ chưa? Đồng chí Giang, đồng chí An, cơm chuẩn bị xong rồi. Ra ăn cơm đi ạ. Đồng chí An, mời. Đồng chí Giang, đủ lưu manh. Cô làm tôi giật cả mình. Không sao, không sao. Cô tìm ai? Tôi không tìm ai cả. Tôi đến thăm chị. Tôi sống ngay bên cạnh, là hàng xóm. Vâng, vâng. Chị họ gì? Tôi họ Tôn. Họ gì? Họ Tôn. Tôn. Tôn trong từ tôn tử. Họ này dễ nhớ. Chị cứ làm việc đi. Sao cô cứ nhìn tôi thế? Người nhanh nhẹn như chị sao lại muốn đi làm bảo mẫu cho người ta? Trước đây, cô em chồng nhà họ lên trông cháu. Tôi với cô ấy khá thân với nhau, nhưng cô ấy không có mối quan hệ tốt với chị dâu. Chị bảo tay làm sao vặn được chân, thế là cô ấy khóc sướt mướt về quê rồi. Cô ấy cũng rất đáng thương, là một quả phụ mà còn không bằng một quả phụ. Quả phụ còn có thể tái giá, cô ấy thì không thể. Chị biết vì sao không? Vì sao? Chồng cô ấy mất tích khi đi đánh trận, sống không thấy người, chết không thấy xác, thậm chí không được coi là liệt sĩ. Tôi nghe bố đại dạng nhà tôi nói, người như thế là vô tích sự nhất đấy. Chị bảo anh ta có vô tích sự không? Rất vô tích sự. Sao lại là rất vô tích sự, là quá vô tích sự ấy? Bản thân chết rồi còn không được công nhận, người nhà không được hưởng chính sách liệt sĩ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ con ở đây. Mẹ mau về đi, anh con đánh nhau làm vỡ đầu người ta rồi. Thằng danh con này, ngày nào nó không gây họa cho tôi thì ngày đó nó không yên. Lâu lắm rồi không được ăn canh gà ngon như thế này. Chị nấu ăn vẫn là ngon nhất. Cô đã thế này rồi, phải bồi bổ sớm chứ. Em không ý kiến gì, em đồng ý. Nhà hàng xóm là người thế nào? Cũng là sĩ quan à? Vâng, chị hỏi chuyện đó làm gì? Tôi chưa bao giờ gặp một phu nhân nào như vậy. Chị nói chị gái bên cạnh ấy à? Chị gặp chị ấy rồi à? Tự cô ấy chạy sang đây. Cô ta nói nhiều thật đấy. Không cần biết người lạ hay không, cứ thao thao nói mọi thứ trên đời. Chị ấy nói những chuyện gì với chị? Nói chuyện giữa cô và em chồng. Nói gì về cô ấy? Nói cô và cô ấy không hợp nhau. Còn nói cô ấy khóc sướt mướt về quê. Đúng rồi, còn nữa. Còn gì nữa? Nói cô ấy là người đáng thương. Chồng cô ấy mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cô ấy còn không bằng một quả phụ. Chị ta nói chuyện đó làm gì? Vâng, tôi cũng không chặn mồm cô ta được. Tôi nghĩ, sao lại có một phu nhân sĩ quan như vậy chứ? Phu nhân sĩ quan như vậy nhiều lắm. Chị ở đây lâu sẽ không thấy ngạc nhiên nữa. Tôi không hiểu, một sĩ quan lớn như vậy, sao lại lấy một người vợ như thế chứ? Đó là vợ lấy từ hồi anh ấy ở quê, không bỏ được phải đưa lên đây. Mấy sĩ quan này thật có lương tâm, không giống như Trần Thế Mỹ, vừa vào kinh thành là có mới nới cũ. Cô ăn từ từ thôi, đây đâu phải lần đầu cô ăn canh gà, ở nhà không phải ngày ngày ăn sao? Chị nói linh tinh gì vậy? Em ăn canh gà ngày ngày bao giờ chứ? Ý tôi là thường xuyên ăn. Thường xuyên là ngày ngày à? Sau này chị không được nói linh tinh.
Còn nữa, sau này bớt tiếp xúc với người ngoài, nhất là chị Vương Tú Nga ở nhà đối diện. Tôi biết rồi. Mùi gì mà thơm thế? Đồng chí Giang về rồi à? Hôm nay tôi hầm một con gà mái. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi canh gà thơm như thế này. Chắc là rất ngon. Đồng chí Giang vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Nấu cơm xong tôi sẽ gọi hai người. Vâng vâng, chị vất vả quá. Anh về rồi đây. Bên ngoài là mùi canh gà, bên trong là mùi gì đây? Mùi gì? Có thể là mùi gì? Anh thấy có mùi phân gà. Anh mới có mùi phân gà ấy. Lại sao thế? Ai lại chọc giận em? Anh là Trần Thế Mỹ. Dù đi đến chân trời góc bể, cũng sẽ có người nói sau lưng. Em quên ba điều quy ước rồi à? Anh chỉ quy ước ba điều với em thì có ích chó gì. Có giỏi anh đi quy ước với cả nước đi. Xem em kìa. Giờ là thế nào rồi mà vẫn nói tục. Còn là tiểu thư cơ đấy. Em lại là tiểu thư rồi à? Anh không phản đối em làm tiểu thư nữa à? Anh phản đối em làm tiểu thư, nhưng cũng không khích lệ em làm phụ nữ chanh chua. Xem em đấy, càng ngày càng giống Vương Tú Nga. Hàng xóm ở gần nhau thế này, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Em lại không học theo cái xấu ư? Cũng không phải là xấu gì, nhưng mọi người không thích. Đúng thế, mọi người không thích. Em nói anh nghe, chiều nay chị ta lại sang nhà mình, nói một thôi một hồi toàn chuyện linh tinh với chị Tôn. Đến chị Tôn còn coi thường chị ta. Chị Tôn hỏi em, đây là phu nhân sĩ quan ư? Lại có phu nhân sĩ quan như vậy à? Phu nhân sĩ quan thì phải như thế nào? Phải như em này, phải có phong thái tiểu thư. Phong thái tiểu thư gì? Phong thái cái con khỉ ấy. Anh nói ai là con khỉ? Anh nói gì? Thôi được rồi, đừng đặt mạnh. Đồ đáng ghét, nói cái gì chứ? Con trai anh lại nhảy ra sớm bây giờ, cẩn thận một chút đi. Nào, để anh đi giày vào cho em. Giờ thì tốt rồi, vừa nãy em tức quá. Em lại sao thế? Ai chọc tức em? Anh đấy. Chị Tôn vừa hỏi em, tại sao anh Đinh lại lấy người như Vương Tú Nga làm vợ? Em nói đó là người vợ lấy từ hồi ở quê, chẳng có cách nào. Chị Tôn liền khen anh Đinh nhân nghĩa, có lương tâm. Tiếp đó phê bình bọn Trần Thế Mỹ có mới nới cũ. Được rồi. Hoàn cảnh của anh khác Trần Thế Mỹ. Anh không phải là Trần Thế Mỹ. Tất nhiên anh không phải là Trần Thế Mỹ. Người vợ ở quê của anh cũng không phải tên Tần Hương Liên. Em lại không phải là công chúa gì. Đồng chí Giang, đồng chí An, cơm nước xong rồi, ra ăn cơm thôi. Vâng. Có bảo mẫu tốt thật đấy. Tốt đúng không? Rất tốt. Rất dễ chịu đúng không? Rất dễ chịu. Cuộc sống của giai cấp tư sản tốt đúng không? Tốt cái con khỉ ấy. Đúng là giả dối. Mẹ cho con bát nữa. Con ăn ít thôi. Cho con bát nữa. Con là quỷ đói đầu thai à? Gì thế? Nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng có nói bậy, đừng mắng người khác. Sao em không nghe? Em nói bậy bao giờ? Mắng người khác bao giờ? Mẹ bọn trẻ hay nói bậy. Mẹ bọn trẻ là ai? Không phải là em hay sao? Anh nói vậy thì em không được nói gì nữa, vì em toàn nói bậy. Tốt nhất là em đừng nói gì, cho tai anh thanh tịnh một chút. Em thở dài cái gì? Cả ngày chẳng có ai nói chuyện. Chị bảo mẫu nhà đối diện như người câm ấy. Bức bí chết đi được. Không biết giờ Đức Hoa đang làm gì, có lên đây nữa không? Ai đấy?
Tôi ra đây. Xin hỏi cô tìm ai? Chị là ai? Tôi... Chị là bảo mẫu họ thuê đúng không? Cô là ai? Tôi là ai cần chị quan tâm à? Cô không cho tôi biết cô là ai sao tôi cho cô vào nhà được? Đây là nhà anh trai tôi, cũng là nhà của tôi. Tôi muốn vào còn phải xin phép chị ư? Cô là cô của Quốc Khánh à? Phải, sao nào? Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ quá nhỉ? Sạch sẽ gì chứ, dọn dẹp qua loa thôi. Sao có thể qua loa được? Chị làm bảo mẫu, làm việc cho người ta sao có thể qua loa được? Quốc Khánh, ra cô bế nào, cô nhớ con chết mất. Đỡ cho tôi cái túi. Quốc Khánh có nhớ cô không? Nhớ cô không? Trả lời rồi. Chị ở đây thì tôi ở đâu? Chuyện đó thì tôi không biết. Tôi không hỏi chị. Nghe nói Đức Hoa quay lại rồi, thật không chị? Thật. Cô ấy đâu? Chị ơi, em ở đây. Đức Hoa. Chị ơi, em ở đây chị. Đức Hoa, em quay lại rồi. Em vừa nghe tiếng chị, chưa đi vệ sinh xong, em phải chạy ra ngay. Sao chị không nghe thấy tiếng nước xả? Quên mất, em quên xả nước. Chị dâu em mà biết lại có chuyện. Chị ơi, Đức Hoa, em nghĩ thế nào mà quay lại? Em không yên tâm về cháu em. Nửa đêm tỉnh dậy, đưa tay sờ không thấy cháu đâu. Nước mắt em trào ra ướt hết cả nửa cái gối. Chị tin. Chị ơi, không giấu gì chị, em cũng nhớ chị. Câu này chị cũng tin. Đức Hoa, chị cũng nhớ em. Không tin em hỏi anh trai chị dâu em xem. Chị hỏi thăm em suốt. Hỏi khi nào thì Đức Hoa quay lại. Họ trả lời thế nào? Chị dâu em nói thế nào? Chị ta không muốn em đến đúng không? Chị dâu em không nói thế. Người ta là người có học mà. Sao lại không hiểu chuyện chứ? Chị ta không muốn em đến thì em không đến nữa ư? Đây là nhà anh trai em. Em là em gái ruột của anh ấy, là cô ruột của cháu em. Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ảnh hưởng gì đến chị ta? Chị làm sao thế? Chị nháy mắt gì chứ? Chị có nháy mắt đâu. Đức Hoa, em xem có phải có con gì bay vào mắt chị không? Có con gì bay vào mắt à? Ừ, đau quá, có con gì bay vào rồi. Thôi, chúng ta đừng đứng đây làm phiền người ta. Chị, em sao thế? Về quê thành ngớ ngẩn rồi à? Mắt chị có con gì bay vào mà? Bay vào mắt em ấy. Bảo mẫu nhà em có quan hệ không bình thường với chị dâu em đâu. Họ là thân thích à? Chị ta là người ở trước đây ở nhà đẻ chị dâu em, làm hơn 10 năm rồi. Chị làm em giật cả mình, em lại tưởng họ hàng thân thích gì, chỉ là người ở thôi mà, sao một lòng với chị dâu được? Người ở trong nhà địa chủ ở làng em, khi đấu tố địa chủ sau giải phóng ai cũng đầy lòng căm hận, nhảy lên đài mắng bọn họ, có người còn tức đến nỗi lên tát vào miệng họ. Nói cũng đúng, theo lý thì chị ta phải hận bọn họ chứ, đúng thế. Nhưng chị ta không hận chị dâu em chút nào. Một câu đồng chí An, hai câu đồng chí An, nghe thân thiết lắm. Còn chị dâu em đối với chị ta thế nào? Có tốt không? Tốt, lúc nào cũng gọi là chị, rất hòa nhã. Còn hòa nhã hơn với em à? Cũng gần như nhau, đối với hai người gần như nhau. Vậy là chị dâu em luôn coi em như người ở ư? Chị làm gì đấy? Cô làm tôi giật cả mình. Tôi làm gì khiến chị giật mình? Tôi nghe nói trước đây chị làm người ở cho nhà đẻ chị dâu tôi. Phải vậy không? Phải. Khi tôi đến nhà chị dâu sao không gặp chị? Có thể đúng lúc tôi về nhà. Họ cũng tốt với chị đấy nhỉ? Thường xuyên cho chị nghỉ ư? Người nhà họ tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt.
Địa chủ ở làng tôi thì không như thế. Không chỉ ở làng tôi, mà làng khác cũng thế. Bọn địa chủ không có ai tử tế cả. A Hoàn giúp việc ở nhà địa chủ, hễ nhắc đến nhà chủ là họ lại nghiến răng kèn kẹt vì căm tức. Sao chị không nói gì? Tôi thật không hiểu. Chẳng lẽ địa chủ ở nông thôn lại khác nhà tư bản ở thành phố? Chắc là khác nhau. Có gì khác nhau? Chẳng phải đều là kẻ bóc lột sao? Tôi không biết. Không biết. Tôi thấy là chị bị nhà họ bóc lột ít quá đấy. Mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói rồi. Đồng chí Giang về rồi à? Vâng. Chị ơi, Quốc Khánh đâu? Cô của Quốc Khánh đến rồi. Cô ấy bế Quốc Khánh ra ngoài rồi. Ai đến? Cô ấy nói là em gái của anh, là cô của Quốc Khánh. Anh ba! Anh đợi ai đấy? Còn đợi ai nữa? Đợi em đấy. Em đến đây bằng cách nào? Đến bằng cách nào ư? Em đi tàu hỏa đến. Sao không được à? Đến là tốt rồi.